Theo Trung tâm Phòng chống sốt rét và ký sinh trùng côn trùng Đắk Lắk, thời điểm tháng 8 năm trước đến tháng 2 năm sau là khoảng thời gian bệnh sốt rét lưu hành nhiều nhất ở địa phương này. Nguyên nhân do đây là cao điểm của mùa mưa, sau đó chuyển sang mùa khô nên muỗi và các loài côn trùng mang ký sinh trùng sốt rét phát triển mạnh. Đây cũng là thời gian thu hoạch nhiều loại nông sản nên người dân thường xuyên phải ngủ rẫy. Bên cạnh đó, một lượng lớn lao động từ các địa phương khác vào tỉnh để làm thuê nên việc kiểm soát dịch bệnh rất khó khăn. Tại những vùng có sốt rét lưu hành ở 117 thôn thuộc 13 huyện ở Đắk Lắk sẽ được phun thuốc khử trùng, phát màn tẩm hóa chất cho người dân để diệt muỗi và các loại côn trùng truyền ký sinh trùng sốt rét. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế Đắk Lắk đã khám sàng lọc, phát hiện và sử dụng thuốc đặc trị để điều trị dứt điểm cho 763 ca bệnh sốt rét, đồng thời phối hợp tiến hành phòng ngừa sốt rét, khám chữa bệnh cho người dân sinh sống ở khu vực giáp biên giới với Campuchia.